đó giờ cẩu xuống đó, chiên dịch nhôm 2m70 có cái động cơ nào 14 12 tuổi cái ngày cầu chim. Đây là cẩu xuống, còn cái dịch thao là có chiếc ghe đọc coi sao này, 2m70 570 mấy kg. Sao thì anh trai mình đang tháo cái phần cùi tô lắp, nhưng mà rút cái phần cục lắp dịch ra. Đó, bên lái vừa thục xuống xong rồi nè. Rồi tập con lái xuống rồi, xong phần dịch. Dịch này là anh mình sẽ thay ra luôn, bỏ ra luôn, thay dịch mới. À, quá kỹ luôn. Sau khi mài xong thì anh mình sẽ lăn nước keo nè. Đó. Mài xong rồi cái phải lăn nước keo đầu tiên rồi mới sơn nó mới ăn các bạn ha. Lăn keo lên. Thì anh dán sợi thôi mà, giá lỗ anh dán sợi thôi mà. Chứ không có dán bố. Hai lớp rồi đóng đinh, rồi thêm hai lớp nữa là tổng cộng 4 lớp. Búa hết, búa hết đinh anh đóng nhanh gọn hơn. Có hai lớp xong rồi giờ anh đóng đinh, đóng đinh xong anh búa hai lớp nữa là 4 lớp. Tăng búa đinh vô đó. Đó, hạ thang, hạ thang sơn luôn. Chiếc xanh gì anh? Chiếc xanh hả? Còn đổ rồi anh pha cái mẻ sơn xanh này. Trên cho trống một bức ở đây luôn. Ai pha anh pha liền. Ừ. Hay quá, anh biết là sơn hay rồi. Mày hả? Ừ. Thỉnh. Thỉnh rồi. Dưỡng muốn pha không? Dạ. Ba người biết pha. À. Anh pha được không? Sơn. Ừ, nửa gáo như là hai cái nắp chai quá chất. Biết giết. Vậy đều. Có cán nè, cán người ta dài rồi mới tới. Rồi, sơn còn con phỉnh nè, phơi cho bích luôn. Lẻ ha, sơn lẻ năm. Mày dán lâu rồi, sơn nhanh nè. Cái tủ chỉ bằng băng keo cho nó nhanh. Dán cái băng keo mình sơn xong mình gỡ băng keo ra. Dưới hoài ra gì à, dán lên tới mũi rồi hết chưa, dán xong cái mình lăn qua một lớp màu đen ở dưới rồi bỏ chua ở dưới mình gỡ con keo ra. Rồi dán keo cũng phải học nghề đó anh, vậy mình dán con keo bắt chỉ dán hai bên luôn. Wow.
kỳ luôn. Coi anh em nó ra gì. Rồi bác chỉ nè. Sơn xong mình giật ra liền luôn ha. Dạ. Làm cho lại hả? Hả? Đó, bác chỉ xong anh giật ra ha. Giật ra ngay tới đó. Rồi, đứt nữa. Bây giờ mình tháo cái dịch cũ ra, gắn dịch mới vô. Cái nồng với cái đội vô. Dần dần vô tán dính cái hàng không á.
Ok. Ok đó. Trăm hai chứ đồng tư đâu? Trăm hai, trăm hai à? Rồi dựng dịch đó, dựng dịch luôn. Rồi, có một chó vô cái nữa. Bây giờ thì mấy anh thợ mình đóng bật khung vô nè. Cái ống tiếp 168, cái lắp thì 120. Rồi bạn là sau khi tiện xong, sau tiện xong giờ chuẩn bị đóng vô đó bạn ha. Những bạc ngoài nè. Chảy ke luôn rồi. Ke nhẹ rồi. Ngoài nữa. Chiếc kiềng quá dữ. Sau khi đóng xong rồi
gì nè coi. Vô trong cũng được. Đây mình cùng nhau đi lên trên. Lên trên ráp cái cùi tô lắp ở trên. Cái bồn rất là rộng luôn. Cái dài, chứ ghẻ dài 1, 2, 3, 4, 5, 6 hầm. Cái này là cái máy xệ nè. Xệ neo với xệ dây cào. Wow, vào đây, khu cúng cầu đây. Có đèn không? Có. Tục lắp ra phải không? Đúng rồi. Là 5 phân chút trống nó dễ đóng rồi. Không chỉnh không ta? Không. Thôi, cũng không biết chỉnh. Hay quá. Được chưa? Đập mà cảo từ đúng là quét không? Nãy quét đúng chiều. Được, con mà. Vô luôn mày. Cười trong cười. Cười vô lỗ rồi nè, nó ổng xây con hướng nó chẹo bên à. Ngay luôn rồi. Bên này ngay luôn này, xiết được luôn. Sau khi đúc cái trục lắp xong, anh mình đang chuẩn bị đúc cái phần bánh lái này. Cái xe cẩu làm cũng rất là nhanh. Mình đã đúc vừa xong rồi. Bữa nay nước lớn chuẩn bị hạ thủy luôn. Chạy luôn. Hà thủy xuống là nổ máy chạy luôn nè. Chiến dịch mới. Trời ơi. Lên ga chú ơi. Hết ga luôn. Chưa khói. Qua wow, đã.